Xin kính chào quý khán thính giả. Các đất nước phương Đông với những nhà hiền triết nổi tiếng đã để lại cho hậu thế kho tàng bài học quý giá về cách đối nhân xử thế. Các bậc hiền nhân thông thái từng dằn dạy, đời người nếu muốn sống an yên, hạnh phúc, mọi sự như ý, mình cần khắc cốt ghi tâm 4 lời dạy này. 1. Không có quả dưa nào tròn, không có người nào hoàn hảo. Mỗi con người được ví như quả dưa, trên đời này không có quả dưa nào tròn, cũng giống như con người không có ai hoàn hảo 10 phân vẹn 10. Mỗi người là một sợi dây và chúng ta liên kết với nhau bằng cách bù đắp cho nhau những thiếu sót. Vì vậy, khi làm việc gì, chúng ta phải biết linh hoạt, không được quá cố chấp theo đuổi sự hoàn mỹ, nếu không sẽ hại nhiều hơn lợi. Có một điểm đen trên một tờ giấy trắng, mọi người đều tập trung nhìn vào điểm đen, nhưng ít người nhìn vào phần trắng. Rõ ràng là màu trắng chiếm đại đa số, tại sao mọi người lại chỉ nhìn thấy những chấm đen? Câu trả lời là chúng ta luôn quá quan tâm đến sự không hoàn hảo. Chỉ khi chúng ta nhận thức được rằng con người không phải là bậc thánh hiền, cho nên cũng cần phải có những lúc thất bại và phạm phải lỗi lầm, thì khi đó chúng ta mới có cuộc sống bình yên như ý muốn. Xã hội thời nào cũng luôn chú ý đến cái vỏ bọc bề ngoài. Chúng ta thường ngưỡng mộ cái vẻ bề ngoài tươi đẹp của người khác và luôn trăn trở, mặc cảm với những khuyết điểm của bản thân. Nhưng bạn yên tâm, ông trời thật sự rất công bằng, gần như chưa có một ai có cuộc đời hoàn mỹ mà không có khiếm khuyết cả. Mỗi người đều có những khiếm khuyết của riêng mình, nỗi buồn riêng chỉ có trời cao mới thấu hiểu. Ta cứ quan sát xung quanh sẽ thấy, có người cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, lương bổng cao nhưng lại mắc những căn bệnh nan y. Có người tài sắc vẹn toàn, giỏi giang nhưng đường tình duyên lại đầy trắc trở, cuộc đời đầy gian truân. Có người có vẻ rất tốt số, nhưng trong cả cuộc đời họ, đầu óc họ chỉ rộng tuếch, vô tri như một đóa hoa có sắc mà chẳng có hương. Có người gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng, nhưng con cháu lại không hiếu thuận, làm điều sai trái và phạm pháp. Có người rất giỏi giang thành đạt, nhưng lại chịu nỗi đau bị vợ chồng lạnh nhạt và ngoại tình. Chúng ta thấy đó, trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng có những nỗi khổ và những khiếm khuyết, vì trần gian vốn là bể khổ. Đã sinh ra làm kiếp người, ai cũng có những nỗi đau, những nỗi khắc khoải. Chúng ta không muốn có nó, nhưng nó vẫn bám theo ta như hình với bóng. Có người ân hận về những thiếu sót, khiếm khuyết trong cuộc đời mình, rồi chán nản buông xuôi, tệ càng thêm tệ. Nhưng cũng có người đã mở rộng lòng mình để đón nhận nó, bởi vì họ đã hiểu rằng khiếm khuyết trong cuộc đời giống như cái gai trên lưng ta, luôn luôn nhắc nhở ta nên khiêm tốn. Nếu không có những buồn khổ, chúng ta sẽ luôn kiêu ngạo. Và nếu không có những thăng trầm, chúng ta sẽ chẳng thể an ủi và giúp đỡ những người bất hạnh bằng trái tim đồng cảm. Nếu cuộc sống quá hoàn hảo, ta đâu còn biết sẻ chia hay cảm thông với những người bất hạnh. Cho nên xin đừng quá bận tâm hay bất mãn với những khiếm khuyết của mình. Hãy biến những khuyết điểm thành điểm mạnh của mình và cảm ơn vì ta không hoàn hảo, để ta luôn nỗ lực mỗi ngày. Đừng tự ti với bản thân vì những lỗi lầm đã mắc phải. Hãy tự kiểm lại và bằng lòng với những gì trời cao đã dành cho mình. Ta sẽ nhận ra rằng những cái mình đang có vẫn còn nhiều hơn những gì mình không có và còn có nhiều hơn những người bất hạnh khác. Phần khiếm khuyết tuy chẳng đẹp như mình muốn, nhưng nó cũng là một phần của cuộc đời mỗi chúng ta. Chấp nhận khuyết điểm của mình và của người, cởi mở và yêu đời hơn, hạnh phúc của bạn và của người hiện đang ở trong tay của bạn. Hãy sống chan hòa cảm thông vị tha, cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng làm khó người để người không làm khó lại mình, bạn nhé. 2. Trời không tự nói mình cao, đất không tự nói mình dày. Đối với câu này, cổ nhân khuyên chúng ta nên làm một con người khiêm tốn. Ngay cả khi bản thân có những kỹ năng hơn người, có giỏi giang đến cách mấy, chúng ta vẫn nên làm mọi việc với tâm thế của một kẻ đang học hỏi từ những người giỏi giang hơn xung quanh mình. Nếu chỉ mới đạt được một ít thành tựu nhỏ mà đã tự cao tự đắc khoe khoang, thì chúng ta dễ bị người khác coi thường. Người khôn ngoan thật sự luôn biết khiêm nhường, thay vì nói thì thể hiện bằng hành động. Họ xem lời nói quý như vàng, nên mỗi lời họ nói ra được người đời tôn trọng. Đã là vàng thì luôn lấp lánh, nên bạn không cần phải vội vàng thể hiện mình. Ngược lại, người nào càng khoe khoang khoác lác càng khiến mình trở nên xấu xí trong mắt người khác.
Trong cuộc sống, ai cũng có thế mạnh ở một vài lĩnh vực và có thể có những thành tựu nhất định. Lúc đó, chúng ta thường cảm thấy tự hào về bản thân mình và đôi khi muốn khoe khoang một chút. Tuy nhiên, sống trên đời cần tu dưỡng đức tính khiêm tốn, tránh khoe khoang nếu không muốn dễ mất đi phúc vận, chuốc họa vào thân. Con người ngày nay hầu như ai cũng có tâm đố kỵ. Những người có tâm đố kỵ rất lớn, sẵn sàng tìm cách hạ bệ những người khác hơn mình. Người có tính khoe khoang luôn muốn thể hiện mình giỏi hơn người khác, vô tình trở thành đối tượng để mọi người đố kỵ, trong công việc hay cuộc sống thường xuyên bị gây khó dễ. Có một số người vì không hiểu tâm lý này, trong cuộc sống thì hay khoe khoang, trong công việc thì thường mong gây sự chú ý của mọi người để được thừa nhận năng lực của mình. Tuy nhiên, đây chính là hành động hạ thấp giá trị của bản thân. Sau khi những người này bị chú ý, chỉ cần trong công việc thể hiện hơi kém hoặc sai sót một chút, sẽ bị người khác coi thường và bài xích. Vì thế, cần khiêm tốn để tránh người khác đố kỵ mình, tránh cho cuộc sống của mình đỡ mệt mỏi, bất an, cản trở con đường phát triển của bản thân. Người xưa thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bên ngoài bầu trời khác, người tài có người tài hơn, dù ta có giỏi đến mấy thì cũng sẽ có người giỏi hơn mình. Vậy nên trong thiên hạ luôn luôn có điều để chúng ta học hỏi. Kẻ kiêu căng ngạo mạn cho rằng không ai bằng mình, chẳng qua chỉ là con ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không bao giờ thấy được bầu trời xanh ở trên. Người khiêm tốn không tự kiêu, luôn ý thức được về bản thân mình, luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác, qua đó mà hoàn thiện bản thân, nâng cao kiến thức. 3. Không điếc không mù, khó lòng dùng người. Đây là câu nói nổi tiếng trong quan niệm dùng người của vua Càn Long, có nghĩa là có một số điều không phải cứ dựa theo quy định mà thực hiện. Muốn làm quan cao chức lớn, đôi khi phải giả điếc giả mù coi như không biết, vì muốn dùng người tài thì phải biết khoan dung với khuyết điểm của người đó. Đời người không phải lúc nào cũng nhất thiết phải đặt nặng vấn đề mình đang làm, nếu không sẽ rất mệt mỏi, kết quả cuối cùng sẽ có thể không như ý. Vì vậy, để giải quyết êm xuôi một số việc, chúng ta nên học cách làm việc một cách khéo léo, linh hoạt. Đôi khi chính vì sự thờ ơ của chúng ta mà một vấn đề có thể được giải quyết tốt hơn. Đây là quy tắc rất cần thiết khi đối nhân xử thế. Quan hệ giữa người với người thật khó để không phát sinh mâu thuẫn. Nếu có người nói xấu bạn sau lưng, liệu bạn có bực tức làm lớn chuyện hỏi cho rõ ràng hay không? Nếu vậy, bạn không những chỉ làm xấu hình ảnh của mình mà còn khiến sự tình nghiêm trọng hơn, đồng thời tăng thêm sự bực tức khó chịu cho bản thân, làm hại tinh thần và sức khỏe của mình. Có những sự việc, nếu chúng ta biết cách nhắm một mắt mở một mắt và đáng chỉ đúng lúc, như vậy là chúng ta đã biết cách giả ngu của người thông minh. Với những người tham món lợi nhỏ, người biết giả mù đừng ngại mà nhường lại họ vài phần. Với người ham sĩ diện bề ngoài, đừng ngại mà không buông lời khen họ vài câu. Với những người thích nịnh hót a dua, tốt nhất hãy yên lặng rời xa, không để ý đến. Có những người nhìn không thuận mắt thì giả mù đừng để ý đến nữa. Có những lý lẽ không thể nói rõ ràng thì giả cầm thôi, không giải thích thêm nữa. Có những tư tưởng không thể nghĩ thông thì thôi, đừng mãi vướng bận trong lòng. Ở đời không tranh giành là một loại trí tuệ. Buông tha cho người khác cũng là buông tha cho chính mình. Khi đó cuộc đời sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Làm người nên ngốc một chút cũng không có gì là thiệt thòi. 4. Người nghèo chớ lui tới nhà họ hàng giàu có khinh người. Trên thực tế, người giàu và người nghèo rất khó trở thành bạn bè. Thậm chí ngay cả họ hàng với nhau cũng ít khi giữ được quan hệ tốt đẹp. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc cả người giàu và người nghèo đều có lối tư duy khác nhau. Người nghèo cho rằng không nên đến thăm những họ hàng giàu có quá thường xuyên, vì những người này sẽ đề phòng và nghĩ rằng chúng ta tới lui để nhờ vả họ một điều gì đó. Điều này dễ khiến chúng ta bị coi thường và không được tôn trọng. Thay vì dành thời gian tới lui nhà người khác, tốt hơn là nên nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề của mình khiến họ phải nể phục. Thế nhưng nhiều người giàu lại cho rằng họ không muốn lãng phí thời gian để trở thành bạn bè với người nghèo. 1. Họ sợ những người bạn hoặc họ hàng nghèo mượn tiền không trả. 2. Kết bạn với người nghèo không mang lại lợi ích gì nên không cần thiết phải làm những điều vô bổ. Tóm lại, vì khác biệt trong môi trường sống, quan niệm sống và tư duy nên người giàu và người nghèo rất khó làm bạn với nhau.
Nhưng nhìn chung đây chỉ là thực trạng của phần đa người trong xã hội. Trên thực tế, vẫn có số ít những trường hợp người giàu và người nghèo là bạn tốt của nhau vì một số lý do, đó là thấu hiểu và tôn trọng đối phương. Những câu nói của người xưa luôn mang lại những nét triết lý và thông tuệ vì đại đa phần đều là đúc kết kinh nghiệm đúng đắn từ cuộc sống thực tế. Trải qua hàng nghìn năm, những lời dạy cổ nhân vẫn còn tồn tại và áp dụng cho ngày nay. Vì vậy, muốn có cuộc sống hạnh phúc, đời người phải biết thụ đắc bốn lời dạy này. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.